vỉa hè thông thoáng rồi làm gì? Hiện nhiều nơi ra quân dọn dẹp trả vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ. Nhiều người băn khoăn liệu tình trạng buôn bán trên vỉa hè lề đường có trở lại, hoạt động bảo kê cho vỉa hè sẽ tinh vi hơn hay không. Tuổi Trẻ trò chuyện với Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Phước Đại, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố về việc sử dụng vỉa hè sao cho hiệu quả để vừa thông thoáng, sạch đẹp, vừa nhân văn lại không lãng phí. Hỏi, thời gian vừa qua, việc chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè lề đường đã tạo sự quan tâm của cả lãnh đạo và người dân. Theo ông đánh giá chuyện vỉa hè sao cho đúng? Đáp, vỉa hè ngoài chức năng là lề đường dành cho người đi bộ, còn là một không gian giao tiếp lớn nhất của các đô thị. Ý nghĩa tồn tại khách quan sự thật của vỉa hè đô thị to lớn hơn rất nhiều so với cái gọi là vỉa hè được đề cập đến trong quy hoạch hay trong các nghị định về an toàn giao thông. Thực ra người ta chỉ nói đến lề đường là phần lề phụ dọc hai bên một con đường dành cho người đi bộ, nơi trồng cây, cột điện và đặt hệ thống cống rãnh ở bên dưới. Vỉa hè hiểu theo nghĩa này không thấy có sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Vấn đề chính là ở chỗ đó, nếu thiếu sinh hoạt thì đúng là lề đường chứ không phải hè phố, không phải vỉa hè đô thị. Lâu nay, trật tự trên vỉa hè và không gian vỉa hè của thành phố Hồ Chí Minh gần như ít được quan tâm, dẫn đến việc sử dụng tùy tiện, nhếch nhác, mạnh ai nấy chiếm và có cả chuyện bảo kê thu tiền ngoài luồng. Vì vậy, những chiến dịch lớn nhỏ dành lại vỉa hè cho người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và một số thành phố khác trong cả nước nói chung đang diễn ra rầm rộ như một làn sóng lớn đang quét đi những vấn đề mất trật tự, mất mỹ quan về đô thị nhằm tạo sự thông thoáng cho vỉa hè và an toàn trong giao thông. Và điều đó cũng đồng nghĩa quét đi những mảnh đời, cuộc sống của một bộ phận cư dân có đời sống kinh tế phụ thuộc chính vào vỉa hè. Tuy nhiên, sau những đợt ra quân rầm rộ, thì liệu có tình trạng đâu lại vào đấy như những lần trước hay không? Câu chuyện đặt ra là cần có giải pháp tổ chức và quản lý không gian vỉa hè để điều đó được bền vững. Hỏi, như vậy việc sử dụng vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh là nhu cầu có thật và cần thiết của cả người bán và người mua, có phải không, thưa ông? Đáp, hiểu đúng bản chất vỉa hè mới có thái độ, sau đó có cư xử hợp lý. Dọn dẹp vỉa hè là bước đầu tiên để nó tránh nhếch nhác tràn lan, sau đó phải tổ chức lại để quản lý và khai thác sử dụng không gian vỉa hè hiệu quả. Không gian vỉa hè bao gồm lề đường, hệ thống kỹ thuật công trình kiến trúc, con người, cuộc sống đô thị của con người trên vỉa hè. Tất cả những cái đó tạo thành đời sống của vỉa hè. Người đô thị có sinh hoạt vui chơi trên vỉa hè, có những gặp gỡ bất ngờ, quyết định mua sắm chớp nhoáng trên vỉa hè, tạo nên một không gian sinh hoạt cộng đồng bất chợt rất cần thiết cho đô thị. Nhiều đô thị trên thế giới đều vậy. Hỏi, làm sao để vỉa hè vừa thông thoáng cho người đi bộ, lại vừa có chỗ cho người bán hàng rong lẫn người dân muốn kinh doanh mua và bán ở mặt tiền nhà phố? Đáp, đứng ở góc độ người dân, tôi khẳng định là cần và rất cần không gian vỉa hè thông thoáng, an toàn về giao thông, đồng thời thuận tiện cho các hoạt động kinh doanh, mua và bán trên vỉa hè tại vị trí mặt tiền nhà phố và các hoạt động khác kèm theo như vị trí đậu xe, ăn uống, vui chơi giải trí, thư giãn, bất chợt vào ban ngày hoặc sau khi đã kết thúc ngày làm việc tại khu vực đô thị. Điều này rất cần. Theo tôi, nhà nước nên cho trước khi mong muốn được đón nhận. Điều cần thiết thực hiện sau chiến dịch giành lại mỹ quan trật tự vỉa hè là nên tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng không gian vỉa hè đó một cách hiệu quả và đúng mực, phù hợp với tình hình thực tế. Thiết kế, tổ chức lại không gian vỉa hè là để quản lý và khai thác sử dụng đúng ý nghĩa tồn tại của không gian vỉa hè trong đô thị. Qua đó, có vị trí an toàn cho khách bộ hành, có chỗ sắp xếp cho người bán hàng rong, người có nhà mặt tiền sử dụng vỉa hè để kinh doanh các loại hình sinh hoạt đô thị, giữ xe, kinh doanh ăn uống, giải trí, v.v. có trả phí. Người bán hàng rong trên vỉa hè có vị trí ổn định, quán cà phê có sử dụng một phần vỉa hè, vẫn được hoạt động hợp pháp. Nhà nước có nguồn thu từ cho thuê vỉa hè, tất cả phải được chi trả một khoản chi phí cho điều đó trên không gian vỉa hè. Hỏi, phí thu được từ việc cho thuê vỉa hè có bù nổi những khoản chi cho duy tu bảo dưỡng tổ chức sắp xếp trật tự hay không? Đáp, hiện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1,2 triệu mét vuông diện tích vỉa hè, nếu nhà nước chỉ dành khoảng 400 mét vuông bằng 30% diện tích cho thuê kinh doanh với giá khoảng 500.000 đồng một mét vuông một tháng thì mỗi tháng thu về khoảng 200 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này sẽ đóng góp cho thành phố, trích một phần để duy tu bảo dưỡng thường xuyên vỉa hè như lát gạch, tổ chức cây xanh, tổ chức những dịch vụ công cộng cho người đi lại, nước uống, nhà vệ sinh, thùng rác, trạm xe buýt trên khoảng diện tích 2/3 còn lại của không gian vỉa hè. Có thể xã hội hóa điều này hoặc một đơn vị công ty nhà nước đứng ra tổ chức thực hiện, công ty quản lý và khai thác vỉa hè như một công ty công ích nhà nước. Nhà nước cần mở ra một chính sách để các công ty này hoạt động
công ty quản lý sẽ đảm nhận tất cả mọi việc về tổ chức quản lý và khai thác không gian vỉa hè, chịu trách nhiệm đầu tư và cho thuê, quản lý thay nhà nước phần diện tích vỉa hè theo các thiết kế về không gian vỉa hè đô thị. Sau khi thông qua các cơ quan quản lý nhà nước, đại diện cho cơ quan quản lý nhà nước kết nối với tất cả các ban ngành trong thành phố về xã hội lẫn kỹ thuật để thực hiện từ khâu thiết kế, rồi đến đầu tư lẫn duy tu bảo dưỡng thường xuyên về mặt cảnh quan lẫn hạ tầng kỹ thuật nằm bên dưới không gian vỉa hè. Nhiều thành phần sống nhờ vỉa hè. Tôi đã tự mình đi khảo sát và phát hiện rất nhiều thành phần tầng lớp người tại thành phố Hồ Chí Minh sống nhờ vào vỉa hè. Một góc lề đường có cô bán xôi từ 6 giờ đến 9 giờ sáng. Sau đó một xe thuốc lá bán từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và tiếp theo cũng cùng vị trí đó là xe hủ tiếu gõ bán từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng hôm sau. Điều đặc biệt và hiển nhiên là tất cả những người có cuộc sống mưu sinh gắn liền với buôn bán trên vỉa hè đều phải nộp mỗi ngày từ 50.000 đến 70.000 đồng phí không chính thức cho một nhóm người để được yên ổn buôn bán, trừ những khi không có đội trật tự đô thị đi tuần tra. Người khách mua xôi, thuốc lá, hủ tiếu gõ ở góc đường đó có đủ thành phần từ công chức, nhân viên văn phòng, anh phụ hồ, người giao hàng, người buôn bán, cư dân xung quanh. Cần có nguyên tắc để khai thác vỉa hè. Sau khi Tuổi Trẻ ngày 3 tháng 4 đăng bài vỉa hè thông thoáng rồi làm gì? Trao đổi với thạc sĩ Nguyễn Phước Ngọc Đại, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng vỉa hè sao cho hiệu quả, nhiều chuyên gia bạn đọc đã có những ý kiến chia sẻ phản hồi. Kiến trúc sư Võ Kim Cương chia sẻ, vỉa hè có nhiều mục đích sử dụng. Vỉa hè trong đô thị có nhiều chức năng chứ không chỉ duy nhất cho mục đích giao thông. Nếu vỉa hè nào chỉ dành cho giao thông thì phục vụ giao thông, nhưng vỉa hè nào có đủ điều kiện thì vẫn có thể sử dụng cho các mục đích khác như có thể kinh doanh, để xe. Như vậy tất cả nhu cầu của xã hội, người dân đều được thỏa mãn. Do đó, tôi đồng tình về mặt nguyên tắc cho khai thác những vỉa hè đủ điều kiện như rộng, không gây kẹt xe cho mục đích kinh doanh. Còn vỉa hè nào ảnh hưởng tới giao thông, kẹt xe thì nhất quyết không cho kinh doanh trên vỉa hè. Việc này phải được khảo sát thực tế, tính toán trên cơ sở khoa học hợp lý. Còn việc triển khai vấn đề này nên giao lại cho địa phương thực hiện. Còn nếu giao cho công ty thì công ty này không phải là thực hiện theo mô hình kinh doanh lấy lời mà nhận khoáng của nhà nước. Việc cho kinh doanh trên vỉa hè cũng cần phải tách ra một bên chỉ dành cho kinh doanh có thu tiền, một bên dành cho những người bán hàng rong, người nghèo, kèm theo những chính sách xã hội ưu đãi riêng. Tuy nhiên, tương lai cũng dần phân rõ khu vực đô thị. Ví dụ như những khu đô thị cao cấp, bộ mặt của thành phố, thì hạn chế việc mua bán hàng rong mà các loại hình ở đây bày bán quy củ, trật tự hơn, vệ sinh hơn. Để vấn đề này trở thành hiện thực, tôi nghĩ thành phố nên đưa ra một số nguyên tắc chung, còn việc thực hiện mang tính linh động theo địa điểm, theo địa phương. Tiến sĩ Phạm Sanh, chuyên gia giao thông, chia sẻ, xây dựng quy chuẩn không gian vỉa hè. Nhiều nước trên thế giới đã quy hoạch không gian vỉa hè theo hướng có những vỉa hè chỉ là phố đi bộ, có loại vỉa hè cho buôn bán với một tỷ lệ chừng mực, và thậm chí có nước cho phép sử dụng vỉa hè để buôn bán như ở khu phố cổ để phát triển du lịch. Luật giao thông đường bộ, luật xây dựng Việt Nam có nêu, việc sử dụng vỉa hè là nơi đi bộ, trồng cây xanh, dành cho người dân tiếp cận xe công cộng, nơi đặt các công trình hạ tầng như điện, nước. Do đó, những vỉa hè trên các trục đường chính có mật độ xe lưu thông lớn chỉ dành cho người đi bộ, và những vỉa hè có diện tích rộng thì dành cho người vừa đi bộ kết hợp với mua sắm, ăn uống. Vừa qua, các ý kiến đề xuất sắp xếp lại chỗ cho người bán hàng rong bán trên vỉa hè, chẳng khác nào việc giải tỏa xong vỉa hè để rồi lấn chiếm lại vỉa hè. Theo đó, cách làm này đã không dựa trên một quy chuẩn nào về tổ chức không gian vỉa hè. Để có một quy chuẩn không gian vỉa hè như ở các nước đã làm, tôi đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần giao các sở ngành xây dựng quy chuẩn không gian vỉa hè cho Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các sở ngành sẽ nghiên cứu quy chuẩn của các nước để có cơ sở khoa học hướng dẫn cụ thể cho các địa phương tổ chức vỉa hè. Các cơ quan chức năng sẽ xác định loại vỉa hè nào chỉ cho đi bộ, vỉa hè nào sẽ cho buôn bán loại hàng gì, mặt hàng nào trên vỉa hè với tỷ lệ diện tích bao nhiêu là phù hợp. Có những vỉa hè chỉ dành chỗ đậu xe máy, v.v. Việc quản lý không gian vỉa hè cần được tính toán đầy đủ về mặt pháp lý, tài chính như giá cả, diện tích sử dụng vỉa hè, quy chuẩn kỹ thuật, v.v. dựa trên cơ sở khoa học và phải được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn chia sẻ, ưu tiên sắp xếp vỉa hè trật tự. Sau nhiều ngày, nhiều quận, huyện triển khai kế hoạch lập lại trật tự lòng lề đường, nhiều vỉa hè đã thông thoáng hơn là tín hiệu vui. Nhưng đằng sau tín hiệu vui ấy thì cũng có trăn trở, vỉa hè thông thoáng rồi làm gì tiếp theo? Vấn đề này cần có cái nhìn tổng thể trên phạm vi toàn thành phố. Đầu tiên, ở những khu dân cư, đô thị mới thì không khuyến khích việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh mua bán mà chỉ dành cho người đi bộ. Trường hợp này, người dân muốn sử dụng vỉa hè thì phải lấy phần đất của mình làm vỉa hè, nghĩa là phải xây nhà thụt vào bên trong.
Còn đô thị hiện hữu vẫn phải ghi nhận vỉa hè bao gồm nhiều yếu tố lịch sử, văn hóa, kinh tế, tùy theo trường hợp mà mình xử lý, nhưng không nên theo xu hướng bán vỉa hè tạo nguồn thu cho thành phố. Phần lớn người dân bám víu vỉa hè là những người nghèo, nên khoản tiền 500.000 hay 1 triệu đồng đối với họ là khoản chi rất lớn. Với lại vấn đề này chưa có nghiên cứu kỹ lưỡng mà vội vã làm là không khả thi. Do đó, trước mắt khoan nghĩ đến việc thu phí tạo nguồn thu từ vỉa hè, mà ưu tiên số 1 hiện nay là sắp xếp vỉa hè cho trật tự. Khi mọi thứ trên vỉa hè đã trật tự nề nếp rồi, hãy tính tới chuyện thu phí, và việc này nên giao lại cho địa phương tự quyết. Tất nhiên, thu phí vỉa hè như thế nào, mức phí ra sao, cần có một nghiên cứu xã hội kỹ lưỡng. Ông Hà Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Hội Cầu đường Cảng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, xem xét tùy tuyến đường. Không thể nói chung chung là chọn 30% diện tích vỉa hè Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kinh doanh, vì chẳng khác nào trở lại lấn chiếm vỉa hè sau khi đã giải tỏa. Hơn nữa, cần có những vỉa hè trên các đường có cơ quan ngoại giao, các khách sạn lớn chỉ được sử dụng cho người đi bộ. Do đó, việc sử dụng vỉa hè cần được xem xét trên từng tuyến đường phù hợp. Để làm được điều này, thành phố cần tiến hành điều tra khảo sát vỉa hè nào dùng cho người đi bộ, vỉa hè nào làm chỗ đậu xe hoặc cho phép kinh doanh. Gần Việt Nam có Thái Lan, Đài Loan, Singapore, họ tổ chức vỉa hè đi bộ có buôn bán rất nề nếp để hấp dẫn du khách đến vui chơi. Do đó, để thực hiện việc sử dụng vỉa hè sao cho đúng và hiệu quả, các cơ quan chức năng thành